Quý vị có đi khám bác sĩ kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát chưa? Quý vị có bất kỳ lo lắng nào về sức khỏe của mình nhưng lại trì hoãn việc đi khám không? Nhiều người dân Victoria lo ngại về việc phải đến gặp bác sĩ đa khoa để được chăm sóc y tế trong thời kỳ đại dịch. Sự suy giảm trong việc chăm sóc sức khỏe định kỳ cho thấy những sợ hãi và nhầm lẫn về các triệu chứng Covid-19 có thể khiến mọi người không đến gặp bác sĩ của mình. Với tư cách là bác sĩ đa khoa, chúng tôi lo lắng khi hiện tại có ít người mắc bệnh ung thư được chẩn đoán hơn. Điều này có nghĩa một số người không thực hiện chăm sóc y tế khi có các triệu chứng hoặc không tham gia tầm soát ung thư. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào hoặc sắp phải kiểm tra sức khỏe, bác sĩ đa khoa của quý vị sẽ có mặt qua cuộc gọi video, điện thoại hoặc các cuộc hẹn gặp trực tiếp. Nếu quý vị cần đến khám trực tiếp, quý vị có thể yên tâm rằng các phòng khám đa khoa đều an toàn. Nếu quý vị yêu cầu xét nghiệm hoặc giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ đa khoa của quý vị sẽ thực hiện các thu xếp cần thiết. Dịch vụ chăm sóc vẫn có sẵn, dễ tiếp cận và an toàn. Vì vậy, nếu có điều gì đó không ổn, hãy bắt đầu bằng cách liên hệ với bác sĩ đa khoa của mình. Chúng tôi muốn lắng nghe quý vị.